Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai công tác y tế trường học năm học 2023-2024. Theo kế hoạch, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học và các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi, tái nổi, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, dinh dưỡng và vận động hợp lý, giảm thiểu yếu tố nguy cơ về bệnh không lây nhiễm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học và các cơ sở giáo dục, tổ chức triển khai các mô hình giám sát, phát hiện, can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường và mở rộng mô hình để hướng tới mục tiêu phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030. Thành phố Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học, phối hợp với y tế địa phương xử lý kịp thời và triệt để các ổ dịch. 100% ổ dịch, đặc biệt ổ dịch bệnh truyền nhiễm, các bệnh mới nổi, tái nổi trong trường học được giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch bệnh lớn,